Các bạn hôm nay mình sẽ cover bài hát đó chính là Hơn Cái Yêu của anh Đức Phúc. Rồi hôm nay là Đánh Nóng Tháng 3 anh em ạ. Bây giờ ồ, nhìn thấy sao mà chú thế. Ồ, rất là 9 giờ mọi người ạ. 9 giờ là tôi sẽ hát. Tôi đi ra ngoài tôi sợ lắm này, nên tôi vẫn đeo cổ trắng. Sợ virus của đờn dù ấy. Bắt đầu vô đi. À, hôm nay mình sẽ hát nha mọi người, ok. Đàn đi anh bạn. Em ơi hỏi anh rằng anh yêu em yêu không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không giọng nữa. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn. Xong rồi. Yeah, tóc chè hai mái đẹp trai quá.